Quân đạo trí huệ quản lý. Tập 3B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 15 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ý niệm vừa chuyển, quân tử, ai vậy? Quân tử, ưu điểm của người ta đều sẽ nhìn thấy hết. Tiểu nhân, mỗi một câu đối chiếu với thái độ của mình, như vậy mới có được lợi ích. Người luôn tìm được ưu điểm của người khác, đây là bổ dương khí. Thân tâm của vị sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, luôn thấy cái không tốt của người ta, tức là tàn âm khí. Âm khí nặng nề thì khỏe mạnh không nổi. Cho nên, người hành thiện ta học theo, khen làm lành, đó là thiện. Cái này là bổ dương khí. Ví dụ, tôi vừa mới đọc trong luận ngữ có nói, quân tử cầu chính mình, quân tử phải nên phản cầu chính mình. Câu nói này tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là tôi chưa dùng được mà thôi. Tại sao? Bởi vì, nếu không đi đối trị với những tập khí trong nội tâm của chính mình, nó chỉ là tri thức. Chỉ có thể dùng để đi thi. Nó không lợi ích được cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên thứ phương Đông coi trọng là trí huệ, là sự giáo dục ngộ tánh. Phương Tây sau khi công lợi thì chỉ coi trọng tri thức mà thôi. Đọc thuộc một đống tri thức, không có trí huệ. Có trí huệ thì tại sao tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, phải không? Những việc làm theo cảm tính là càng ngày càng nhiều. Không phải như vậy. Mọi người để ý coi, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao là những người có học lực gì? Hả? Đại học sao? Hồi đó tôi có đọc báo. Trên báo có nói học lực cao, tỷ lệ ly hôn cao. Bài viết đó rất dài, tôi ấn tượng rất sâu. Học sinh ưu tú, học thức cao, học sinh ưu tú trong lĩnh vực đó lại là kẻ kém phát triển trong cuộc sống. Trình báo đã viết như vậy đó. Bây giờ học lực cao không phải tỷ lệ ly hôn cao, là tỷ lệ thất nghiệp cao. Họ không chịu làm. Họ nói, tôi là thạc sĩ, sao có thể đi làm việc như vậy? Họ cúi mình không được. Đã đi học 10-20 năm, sao lại học thành bộ dạng như vậy chứ? Cho nên họ không phải học trí huệ, họ là học tri thức. Nhưng quý vị không thể trách họ được. Cả hệ thống giáo dục của chúng ta, tại sao không khai mở ngộ tánh của họ, khai mở trí huệ của họ? Cho nên, chúng ta từ đây cảm nhận được rằng, con người thật sự muốn có thể cảm ngộ được những đức hạnh này của ngộ thánh tiên hiền, trừ phi phải trừ bỏ tập khí của mình. Người bây giờ đều không thể chấp nhận sự phê bình. Luận ngữ của Cổng Phu Tử đọc một lần. Thôi thôi, câu nói này nghe xong rất không thoải mái. Sao Cổng Phu Tử lại phê bình mình? Tâm sân hận đó liền khởi lên. Giáo huấn của Cổng Tử họ cũng không nghe vô nữa. Ví dụ nói, có một câu là người nữ bất tài tức là đức. Nghe tới câu nói này, văn hóa truyền thống thật là không được, không tốt. Nghe tới câu này có thấy buồn lắm không? Quý vị lại không biết câu phía trên là gì? Người nam có đức tức là tài. Người nữ bất tài tức là đức. Tại sao lại nói như vậy? Người nam họ đi ra ngoài, họ phải phục vụ xã hội. Đức hạnh rất là quan trọng. Nếu như họ có tài mà không có đức, sẽ gây họa cho thiên hạ. Cho nên, có đức tức là tài. Hơn nữa, họ có đức hạnh, họ sẽ rất nỗ lực để nâng cao năng lực và tài hoa của mình. Còn nguyên văn câu phía sau là gì? Là người nữ rất có tài hoa, đều giấu đi hết. Không đi khoe khoang. Sự bất tài đó là không khoe khoang ra ngoài. Người như vậy mới là thật sự có đức hạnh. Quý vị coi, người nữ thành đạt bây giờ cứ sợ người ta không biết họ rất lợi hại. Có phải không?
Đó là phạm vào đại kỵ này rồi. Cho nên cả đoạn văn quý vị không coi hết, sau đó chỉ nắm lấy có một câu, quý vị liền rất nóng giận, sau đó liền phủ định cả nền văn hóa 5.000 năm. Tổn thất lớn nhất là ai? Chính mình. Cho nên, người bây giờ không tin tưởng lời của thánh nhân, đều dựa theo ý mình là lý giải những câu nói này thì rất là phiền phức. Cho nên, tu thân sau cùng quay về cái gốc của nó là ở đâu? Cách vật. Cách trừ tập tính xấu, cách trừ vật dục, gọi là cách vật. Cách vật rồi mới tri trí, tri trí rồi mới ý thành rồi mới tâm chánh rồi mới thân tu. Thân tu rồi mới gia tề rồi mới quốc trị rồi mới thiên hạ bình. Cái gốc tìm thấy rồi. Mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn nói về chí thành cảm thông, chân thành có thể cảm thông. Và tiên sinh Tăng Quốc Phan đối với thành đã có một định nghĩa rất hay, gọi là một niệm không sanh gọi là thành. Một vọng niệm cũng không sanh. Lúc này người ta mới có sự chân thành. Chúng ta bình tâm nhìn lại, khi chúng ta giao tế với người khác, nghĩ tới lợi ích của mình. Một chút lợi cũng không muốn để người ta chiếm. Chúng ta sống chung với người ta không chân thành. Đều luôn nghĩ tới mình trước, không nghĩ cho người khác. Đây là tham. Một người nam nhìn thấy người nữ liền tham sắc, họ chân thành không? Sao quý vị lại không có phản ứng gì hết vậy? Quý vị chưa từng nhìn thấy người nam tham sắc, phải không? Quý vị cứ coi tâm tư đó của họ sao chân thành được, đều là tà tư. Cho nên chỉ cần dục vọng khởi lên, người này sẽ không chân thành nữa. Một người ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy những thứ họ thích ăn. Sau đó khi quý vị nói chuyện với họ, họ có nhìn quý vị không? Khi họ thật sự nhìn quý vị, tâm họ cũng đang nghĩ, anh khoan đừng nói nữa, để tôi ăn một chút đi. Cho nên quý vị coi, khi người ta tham niệm vừa khởi, sẽ không có chân thành, sẽ không nghĩ tới người khác nữa. Cho nên, con người chỉ cần không trừ bỏ tập tính này, tham sân si mạn nghi, sự chân thành không thể hiện tiền. Chúng ta bình tâm cảm nhận một chút. Khi chúng ta bắt đầu nóng giận lên, lời nói có lúc đã mắng chửi ra rồi, đâu có nghĩ là sẽ tổn thương tới đối phương. Si. Ngu si không có trí huệ. Làm người. Ví dụ nói khi làm việc theo cảm tính sẽ không có trí huệ, lúc đó cũng không có sự chân thành. Mạn, ngạo mạn coi thường người khác, thái độ đó sẽ khiến cho người ta rất khó chịu, cũng không chân thành. Nghi. Đa nghi như Tào Tháo, không tin tưởng ai, lúc này cũng rất khó mà chân thành. Mọi người có nghe qua một bài hát tên là Chân Đế Tình Yêu chưa? Quý vị có tình thương chân thành không? Bài hát này sẽ nói cho chúng ta biết. Hôm qua hiệu trưởng Lý chúng ta đã hát nhiều bài hát như vậy. Khổng Tử có nói, nếu như Ngài nghe người ta hát rất là hay, Ngài sẽ cùng hát với người ta. Vậy tôi cũng có đức hạnh của Khổng Tử, cũng phải học hành vi của Ngài. Cho nên hôm nay cũng cùng mọi người hát một bài Chân Đế Tình Yêu. Và khi tôi hát, mọi người nhớ để ý lắng nghe. Bài hát này lúc nào cũng đang nhắc nhở quý vị, không được tham, không được sân, không được tự tư tự lợi, không được nóng tính, không được ngu si, phải có trí huệ, phải yêu chân lý, không được ngạo mạn, không được nghi ngờ, phải tin tưởng. Làm việc phải chuẩn bị trước. Trước khi hát, không khí phải hít thở đầy đủ trước. Tình yêu là sự vĩnh viễn và ân từ vĩnh cửu. Tình yêu là không đố kỵ. Tình yêu là không khoe khoang, không cuồng vọng,
không làm gì hổ thẹn, không mong điều ích lợi cho mình, không dễ dàng nóng giận, không so đo cái xấu của người, không thích điều bất nghĩa, chỉ thích điều chân lý. Việc gì cũng bao dung, việc gì cũng tin tưởng, việc gì cũng kỳ vọng, việc gì cũng nhẫn nhịn. Tình yêu mãi mãi không cùng tận. Câu sau cùng đó rất quan trọng. Không cùng tận. Câu này kéo rất là dài, nghĩa là tình yêu chân thật sẽ không thay đổi. Chúng ta vốn dĩ đối với một người rất tốt, sau cùng rất ghét họ, vậy chúng ta không phải người hiểu về tình yêu. Bởi vì tâm của chúng ta thay đổi thì không phải chân tâm. Chúng ta đều nói người khác đổi tâm. Tâm của bản thân chúng ta có biến đổi không? Nói người khác luôn rất dễ. Chính mình có chân tâm rồi mới có thể dẫn dắt người khác cũng dùng chân tâm đối với người. Điều này cũng là sự chánh kỷ hóa nhân trong quân đạo. Bản thân mình làm được trước, tự nhiên cảm hóa người khác, cũng tới noi gương học hỏi. Được. Bây giờ chúng ta tiến vào phần không tham. Trọng điểm thứ nhất trong quân đạo chính là tu thân. Chúng ta mở trang thứ nhất ra. Bởi vì có khá nhiều câu, cho nên chúng ta cùng coi câu thứ 5. Huấn hữu chi. Cái này là Hạ Dương Đại Vũ, giáo huấn thế hệ sau của Ngài, nói rằng nội tác sắc khoan, ngoại tác cầm hoan, cam tửu thị âm, tuấn vũ điêu tường, hữu nhất ư thử, dị hoặc phất vong. Phía sau nói rằng, những dục vọng ở trên đây, nếu như có một điều, người này, nếu như họ là người lãnh đạo, quốc gia của họ sẽ bại vong. Một điều cũng không được. Chúng ta bình tâm coi lại, nội tác sắc khoan, tức là họ hiếu sắc, dâm loạn rồi. Ngoại tác cầm hoan, tức là họ rất ưa thích, hồi xưa là đi săn bắn, đều không về nhà. Tức là đi chơi bời, chơi tới nỗi người học trò thì không đọc sách, người làm sự nghiệp thì không quay về làm tròn chức trách của mình. Tức ngoại tác cầm hoan. Cam tửu là ưa thích uống rượu mua vui. Thị âm, ưa thích nghe âm nhạc đồi trụy. Tuấn vũ điêu tường, tức là thích ở những căn phòng rất hào hoa, lại thích lái xe hơi hào hoa. Đây đều là dục vọng. Quý vị hiệu trưởng, chúng ta bình tâm nhìn lại, thanh thiếu niên bây giờ phạm phải mấy điều? Vậy, quý vị coi đất nước dân tộc của chúng ta có nguy hiểm không? Chúng ta làm lầm lạc giá trị quan của họ. Họ cảm thấy hưởng thụ, dục vọng là mục tiêu và thành tựu của đời người. Sai rồi, phải nên tận đạo nghĩa. Phải nên phục vụ quần chúng mới đúng. Vậy trước tiên chúng ta phải dựng lại trước. Bản thân chúng ta làm hiệu trưởng có vấn đề này không? Có những dục vọng nào chúng ta không làm thì chịu không nổi. Nhất định phải làm không? Nếu như có tình hình này, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của chúng ta. Tại sao? Loại dục vọng này cũng giống như việc hút thuốc phiện. Quý vị sẽ bị nghiện, quý vị không làm sẽ rất khó chịu. Bây giờ, có giáo viên ham mê Internet. Có người cũng chơi tới nửa đêm canh ba. Hôm sau đi dạy thì không có tinh thần. Cũng có cô giáo ưa thích mua quần áo, luôn mua đồ hàng hiệu. Đi vào trung tâm thương mại rất là muộn, về nhà thì mệt gần chết. Hôm sau không có tinh thần.
Tôi có quen với một cô gái. Cô đã nói trước đây cô tới mức độ nào. Có tivi coi mấy một biểu diễn thời trang, vừa nhìn thấy thích liền chạy tới trung tâm thương mại để mua. Tìm mãi. Có lúc đã tìm cả ngày cũng không tìm thấy. Quay về mệt gần chết, bụt vừa nằm xuống liền ngủ mất. Cô nói bây giờ nghĩ lại, chỉ vì một bộ quần áo làm mất cả mấy ngày. Hơn nữa sau khi mua về phải quét thẻ, đều không ít tiền. Cho nên bản thân của chúng ta, kể cả việc dẫn dắt giá trị quan của các thầy cô giáo, đừng có giá trị quan túng dục như vậy. Tôi có gặp một trưởng bối là chú Lô. Chú tặng tôi một cái ly. Tôi hết sức cảm niệm ân đức của chú. Chú nói, cái ly này vốn dĩ là chú muốn truyền lại cho con trai chú, muốn dùng làm bảo bối gia truyền của chú, sau đó chú truyền cho tôi. Cái ly này gọi là giới doanh bôi. Trực tiếp nhìn vào, ly này nước đổ vào nhiều quá thì sẽ thế nào? Đầy tràn ra ngoài. Cho nên không thể ngạo mạn, không thể tự mãn. Cao nhân tất có cao nhân trị. Bởi vì chỉ cần vừa ngạo mạn, cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Khổng Tử cũng có lời dặn dò hết sức từ mẫn ở trang 58. Câu 131. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói rằng, tử viết như hữu chu công chi tài chi mỹ. Có được tài khoa, khả năng làm việc như của chu công. Sử kiêu thả lận, kỳ dư bất túc quán giả dĩ. Nếu như họ vì thế mà kiêu ngạo, ngạo mạn, chữ lận này tức là keo kiệt, không chia sẻ với người khác những trí huệ kinh nghiệm này. Kỳ sư bất túc quán giả dĩ, cho dù họ còn có một số ưu điểm tiểu thiện, họ cũng không thành tựu được sự việc, không đáng nhìn tới. Quý vị hiệu trưởng, chúng ta bình tâm quan sát những người chúng ta đã gặp được. Họ rất có tài hoa, nhưng hễ họ ngạo mạn, họ liền không thể tụ hội được sức mạnh quần chúng. Người ta ở bên cạnh họ hình như đều thấp hơn nửa khúc, thì rất khó chịu, không chịu hợp tác với họ, thậm chí còn đắc tội tất cả mọi người. Hôm qua, cô giáo Trần có lý một ví dụ. Một tiến sĩ, 20 mấy tuổi đã lấy bằng tiến sĩ toán học, nhưng 10 năm sau nhân tài đỉnh cao như họ cũng không tiến lên được giáo sư, bởi vì họ coi thường tất cả giáo sư. Người ta sẽ không thông qua những công trình xây dựng mà họ đề ra, và cũng không muốn đề cử họ làm giáo sư. Họ sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại. Hơn nữa, thời đại này, làm bất kỳ việc gì cũng là sức mạnh đoàn thể. Không thể chỉ dựa vào một mình họ, năng lực của một cành cây trơ trọi. Trong đại học đã có nói rằng, đại thần thật sự có thể lợi ích một quốc gia thì rất khiêm tốn, luôn nhìn ưu điểm của người khác. Cái tốt của người khác họ đều tán thán, đều ủng hộ, đều thành tựu. Người thành tựu người khác mới là nhân tài trụ cột. Điều này là không thể tự mãn. Khổng lão phu tử lại nói, học một phải biết 10. Cho nên chữ dâm này, giới dâm bôi, cái dâm này là đắm chìm. Sắc dục nam nữ không được đắm chìm, bao gồm tài sắc danh thực thùy đều không được đắm chìm. Ngũ dục này không biết tiết chế thì sẽ chìm vào đó. Tài sắc danh thực thùy, chúng ta bây giờ tai họa trên cả trái đất đều do ăn mà ra. Thế giới tự nhiên bị chúng ta ăn tới nỗi mất sự cân bằng. Chúng ta bây giờ ăn một lượng thịt không biết nhiều gấp mấy lần so với hồi xưa. Và muốn ăn thịt thì phải đi nuôi bò,
phải đi nuôi những gia súc này. Nuôi bò thì phải chặt cây, phá rừng, cho nên quý vị càng ăn, cả rừng đầm sẽ ngày càng không nhìn thấy nữa. Tiếp đó hiệu ứng nhà kính sẽ ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, chỉ cần không thiết chế, cả thế giới tự nhiên sẽ bị mất cân bằng, thân tâm của chính mình cũng sẽ mất cân bằng. Cho nên bệnh của người bây giờ, bệnh tùng khẩu nhập, do ăn mà ra. Tài sắc danh thực thùy, dục vọng này phải biết thiết chế, không thể phóng túng. Tiếp theo, từ ngân này cũng tức là tài, giới, ngân bôi. Tiền tài không thể có tơ hào tham niệm, một lần sảy chân để hận thiên cổ, lập danh cả một đời, mất đi chỉ trong một khoảnh khắc. Thanh danh cả đời có thể chỉ vì một tham niệm mà hủy hoại mất. Cho nên người xưa tại sao phải nghiêm khắc với mình, cẩn thận dè dặt là có lý của họ. Chúng ta không chỉ đại diện chính mình, chúng ta còn đại diện cho cha mẹ, đại diện gia tộc, chúng ta còn đại diện trường học, chúng ta còn đại diện ngành giáo dục. Mọi người có thấy danh tiếng của ngành giáo dục bây giờ đã bị ai hại không? Chính là bị một số ít giáo viên đã làm sai, cũng giống như đem danh tiếng này của chúng ta đập hư mất. Bây giờ những phụ huynh đó hãy nói tới giáo viên, hình như ánh mắt nghi ngờ đó liền khởi lên. Cho nên chúng ta có liên quan tới cả ngành giáo dục. Còn nữa, chúng ta có liên quan tới dân tộc chúng ta. Chúng ta vừa ra ngoài, khi ngồi máy bay, ngoài người dân chúng ta ra, tất cả những dân tộc khác nhìn vào chúng ta đều nói chúng ta là gì? Chinese, phải không? Chúng ta đều là người Hoa, cho nên chúng ta làm đúng một việc, người ta nói Chinese trên thế giới này tốt. Chúng ta làm việc không đúng, người ta nói Chinese này đều là như vậy. Có phải không? Cho nên, làm người muốn tích lũy công đức thì khá dễ. Quý vị hãy làm tốt, người ta 1 tỷ mấy người đều khen hết. Quý vị làm không tốt, quý vị kéo 1 tỷ mấy người xuống nước. Tội nghiệp cũng khá là lớn. Cho nên nói tới sau cùng, cũng là cùng quý vị hiệu trưởng khích lệ nhau. Chúng ta không còn con đường lùi để đi nữa. Chỉ có một con đường, thành thánh, thành hiền, dũng cảm tiến lên là đúng rồi. Tiếp theo, lúc nào cũng muốn thắng thì sẽ rất ưa sĩ diện, sẽ không chịu thua. Sự giới doanh này thật ra chủ yếu chính là tham cái danh này. Như hôm qua có nhắc tới, nếu như chị muốn lấy giải quán quân tham cái danh này, lại làm tổn hại sức khỏe học sinh, lại coi nhẹ việc học của các em, sự trưởng thành của các em, cái danh này có ý nghĩa gì? Đó chẳng phải đã tổn hại tới đạo nghĩa của người làm hiệu trưởng, người làm lãnh đạo chúng ta, đối với học sinh, thậm chí đối với thầy cô sao? Kỳ đó, tức là cái thắng này giống như là hy vọng toàn bộ ánh mắt, toàn bộ hào quang đều hướng về bản thân chúng ta. Thật ra, thành tựu một sự việc không hề dễ, đều là sức mạnh của quần chúng. Con người thật ra khi thật sự đều tham cái danh này, quý vị chỉ nhìn thấy danh, không thấu hiểu được sự vất vả của người bên dưới. Chỉ vì truy cầu cái danh này khiến những người quý vị lãnh đạo đều mệt gần chết. Sau cùng, thật sự sẽ tới mức độ chúng bạn xa lánh cũng không chừng. Trước đây, quân vương vô cùng hiếu thắng, thường xuyên đánh nhau, họ chỉ ham một cái danh. Sau cùng, có bao nhiêu bá tánh phải lầm than ly tán. Cũng như vậy, ngày nay chúng ta sau khi truy cầu một cái danh, thật sự sẽ không cách nào để thương yêu, để tôn trọng những người xung quanh chúng ta. Tâm kính yêu sẽ bị tham dục này chướng ngại mất. Trong trường học, tôi đã nhìn thấy một cảnh tôi cũng khá là đau lòng. Tức là Bộ Giáo dục sắp tới kiểm tra rồi. 3 ngày trước, liền cấp tốc in ra một đống tài liệu. Âm thanh quen thuộc nhất trong 3 ngày đó chính là tiếng của printer.
tất cả khóa trình toàn bộ đều bị loạn, chỉ vì để cho quan viên giáo dục coi. Ba ngày sau, tất cả những tài liệu in ra đều đem khóa lại hết. Nếu không thì bỏ đi, một bình mực in rất đắt, mất trăm đồng đài tệ, cứ vậy mà xoẹt xoẹt xoẹt. Sau cùng là gì cái gì? Là một vẻ bề ngoài. Đáng buồn. Xin hỏi mọi người, học sinh học được điều gì? Học sinh học được điều gì? Khi nào mới giáo dục? Anytime, anywhere. Độ nhạy bén giáo dục. Chúng ta đều nói giáo viên không có độ nhạy bén giáo dục, hiệu trưởng chúng ta phải dẫn đầu. Một trường học như vậy, một gia đình chẳng phải như vậy sao? Xin hỏi mọi người, người mẹ khi nào mới dọn dẹp nhà cửa, có khách sắp tới nhà? Cho nên con cái học được điều gì? Ồ, khi có người muốn coi mới đi làm. Đó không phải dạy ra người quân tử sao? Nếu không thì dạy ra cái gì? Tôi khâm phục cô giáo Trần Chân ở chỗ nào? Lúc đó, tôi cảm thấy kinh nghiệm dạy học của cô rất là quý giá. Tôi giới thiệu bạn học của tôi đi coi cô giáo Trần Chân lên lớp. Coi như thế nào? Bình thường dạy thế nào thì coi thế đó. Bây giờ diễn tập dạy học, sự chuẩn bị đó thì cô giáo căng thẳng cả 2 tháng. Sau đó là một đống lớn đủ thứ tài liệu, rồi đi biểu diễn, rất lợi hại. Thầy cô bên dưới thì nói, làm không nổi. Nếu như tôi dạy giống như thầy ấy, thì một tiết học của tôi phải tốn bao nhiêu thời gian? Chúng ta biểu diễn ra những thứ làm không được, diễn cái đó làm gì? Chúng ta rốt cuộc là đang bận rộn chuyện gì? Cho nên một đống chuyện thi đấu, một đống triển lãm thành quả gì đó, đó gọi là gì? Kéo mà cho bao lớn. Thúc đẩy một vận động, hội phát biểu thành quả giáo dục đức hạnh. Đầu ngành giáo dục đang làm hoạt động này, thành quả giáo dục đức hạnh. Tới khi nào mới có thành quả? Coi tổng thống của quý vị làm có tốt không? Có những quan viên đó của quý vị làm có tốt không? Có những ủy viên lập pháp đó của quý vị là do trường tiểu học, trường trung học nào dạy ra? Đó gọi là triển lãm thành quả. Đó là những việc quý vị làm được lập tức sẽ dán lên triển lãm đó. Đó chính là thành quả sao? Đức hạnh của con trẻ có phải ngày càng tốt không? Cái đó đều phải coi những chi tiết trong cả cuộc sống này. Người đầu ngành giáo dục chúng ta cũng vậy, người lãnh đạo cũng vậy, tất thảy đều muốn hiệu quả nhanh chóng. Vậy làm sao có thể thực sự khai mở đức hạnh của các em đây? Dục tốc thì bất đạt, 10 năm trồng cây. Những đáp án chính xác để chúng ta đều viết ra được, thực sự gặp phải rồi, có thể vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không làm rõ được. Mạnh Tử có một đoạn ví dụ thực sự gợi mở cho tôi. Kéo mà cho mau lớn. Mạnh Tử có một chuyện ngụ ngôn đã kể rằng, có một người nông dân đi ra ruộng, nhìn thấy những cây lúa đó, sao mà mọc chậm thế này? Ông liền kéo, 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 đều kéo cho chúng dài ra. Nhìn vào rất hài lòng, đều dài ra rồi. Còn mình thì mệt gần chết, đem thân thể mệt mỏi quay về nhà. Hôm sau vừa tới thì thấy đã chết hết, do chúng bị ông kéo hư hết. Vậy xin hỏi, Mạnh Tử kể câu chuyện này cho ai nghe vậy? Cho những con cháu như chúng ta hơn 2.000 năm sau nghe, nhắc nhở chúng ta làm cha, làm mẹ, làm thầy cô, làm lãnh đạo, đều không thể phạm sai lầm này. Tôi đã từng nghe một hiệu trưởng trường trung học nói một đoạn, tôi rất cảm động. Thầy ấy nói, giáo dục bây giờ phạm phải 2 vấn đề khá là nổi bật. Chính là gấp gáp công lợi, bỏ gốc tìm ngọn. Cái gốc này là đức hạnh, không nắm chắc được. Ông đã lấy một ví dụ, nếu như quý vị đem một cái trứng bỏ vô trong nước mặn, xin hỏi nó sẽ biến thành gì? Trứng muối. Quý vị đem nó bỏ vô trong nước ngọt, nó sẽ biến thành gì? Quý vị không cần gấp, sớm muộn gì đó cũng thay đổi, có phải không? Tất nhiên là như vậy. Nếu như hôm nay quý vị nấu cơm còn chưa chín, quý vị đã chín chưa đây, sau cùng thế nào? Sau cùng nấu không chín.
hồi xưa đều hiểu. Hồi xưa những bộ môn giáo dục này tới thị sát việc học đều là có thời gian quy định. Họ không phải thường tới coi. Thường tới coi sẽ làm phiền việc dạy học của giáo viên. Họ sẽ không thể nhất quán. Lễ ký học ký nói, không phải tôi nói. Cho nên, những trí huệ này của lão tổ tiên phải phát huy rộng rãi, chúng ta mới có thể đem rất nhiều hiện tượng không thỏa đáng lắm dần dần hướng về con đường chính. Đây là nói về phần tham này. Cho nên, thần cưa đứt gỗ, nước chảy đá mòn, nước chảy thành mưa, dưa chín tự rụng, căng táo hụ nghi. Muốn nhanh nhưng lại phản tác dụng. Căng là tự cho những tri nhận của mình là đúng, táo là gấp gáp, hụ nghi. Chúng ta nghi ngờ những trí huệ giáo dục này của cổ thánh tiên hiền, cảm thấy phương pháp của mình tốt hơn. Dục tốc, muốn thực sự nhanh một chút mà giúp đỡ con trẻ. Ngược lại, càng đi càng xa với mục tiêu. Tức là chúng ta bây giờ làm cha mẹ thầy cô, rõ ràng nỗ lực hơn cha mẹ thầy cô trước đây, tại sao nhận được hiệu quả giáo dục lại kém hơn? Cho nên vẫn phải tuân theo những trí huệ này mà làm. Bắt đầu làm từ gốc, bắt đầu làm từ hiếu đạo, bắt đầu làm từ giáo dục đức hạnh. Chúng ta coi câu thứ bảy, cũng tức là háo danh là lực sát thương rất lớn. Nhân chủ chi đại hoạn, một người lãnh đạo một quân chủ hỏa hoạn lớn nhất, không gì lớn hơn sự ham thích hư danh. Mạc đại hồ hảo danh. Thực ra quý vị hiệu trưởng, quý vị đi quan sát trong lĩnh vực này, hiệu trưởng này đặc biệt tức là tôi muốn nhận được bao nhiêu giải thưởng, thầy cô học sinh của họ chắc chắn sẽ mệt gần chết. Nhân chủ hảo danh, tắc quần thần tri sở yếu hỷ. Và quần thần này là chỉ cái gì? Chỉ những người đặc biệt biết a du nịnh nọt hiệu trưởng. Tình hình thực tế bên dưới sẽ không truyền lên được. Bởi vì hiệu trưởng chỉ muốn nghe những điều tốt đẹp này. Ồ, thật quá quang vinh, nhận bao nhiêu giải thưởng rồi, như thế nào, như thế nào? Hiệu trưởng Ngô ở Tân Thành, hiệu trưởng Ngô Trung học Độc lập Trung Linh, học sinh của thầy đạt giải quá nhiều, đều là nhờ thầy yêu thương học sinh. Cho nên những học sinh này học tập hết sức chăm chỉ, kể cả việc học tập nghệ thuật cũng rất hạ công phu. Những em đó đều không phải ép bà ra, đều nhờ tình thương của thầy dẫn dắt, chứ không phải sự háo danh dẫn dắt ra. Chúng ta tiếp tục coi tiếp trọng điểm thứ hai của cách vật. Cần kiệm. Tiên sinh Tăng Quốc Phan có một câu nói là gia bại, bại ở một chữ xa, xa xỉ. Nhân bại, bại ở một chữ vật. Phóng vật, lười biếng, giải đãi, không có mục tiêu. Quý vị hiệu trưởng, bây giờ chúng ta nhìn thấy chữ gia này, không nghĩ về nhà mình, trường học chính là một gia đình lớn, gia bại. Xa xỉ. Nhân bại, bại ở một chữ vật, không cần lao. Khiến người ta ghét. Bởi một chữ kiêu, kiêu ngạo. Chúng ta coi một trường học, nếu như ngày nay chúng ta không tiết kiệm, không cần lao, ngược lại luôn xa xỉ và phóng vật, chúng ta nhất định sẽ không nhận được sự ủng hộ của đại chúng và của phụ huynh. Chúng ta đối với tất cả những người ủng hộ chúng ta dùng tiền hết sức là tiết kiệm, họ sẽ rất cảm động, họ sẽ càng ủng hộ.
Như vậy, quý vị mới là người có phước. Cần kiệm mới là người có phước. Có một câu nói là lộc tận nhân vong. Phước báo đời này của một người, quý vị đem nó hưởng hết rồi, thọ mạng của quý vị cũng hết. Nhưng nếu như quý vị vốn dĩ thọ mạng 60 tuổi, nhưng quý vị rất tiết kiệm, tới 60 tuổi rồi, phước của quý vị cũng chưa hưởng hết, quý vị sẽ kéo dài 20 năm thọ mạng, tới 80 tuổi. Nếu như thọ mạng là 60 tuổi, nhưng hết sức phung phí, giống như những thanh thiếu niên bây giờ của chúng ta, không mau mau thay đổi thói quen của chúng, khi chúng được 40 tuổi, phước của chúng cũng hưởng hết rồi, chúng cũng đi luôn. Cho nên, mọi người để ý coi, những vùng càng xa xỉ, bây giờ thiên tai nhiều nhất. Bởi vì phước báo của họ đã hưởng hết rồi, tai họa sẽ liền tới. Cho nên tiết kiệm là mỹ đức quan trọng. Hơn nữa, người ta hễ tiết kiệm, có tâm nhân ái. Tại sao? Phần dành lại được cho ai? Cho hậu thế, cho xã hội. Bây giờ có rất nhiều người cùng khổ. Tôi để dành lại nước, tôi để dành lại tài nguyên cho ai? Cho trái đất. Trái đất bây giờ tài nguyên có hạn. Rất nhiều người đều sắp chết đói, chết khát rồi. Chúng ta không thể lãng phí tiếp nữa, phải đem phước báo này để lại cho họ. Quý vị hiệu trưởng, học trò của quý vị nếu như dùng nước, dùng điện, đều suy nghĩ cho thiên hạ, học trò quý vị không có phước sao? Lượng lớn, phước sẽ lớn. Tâm lượng của các em là khi đang dùng nước thì luôn suy nghĩ cho thiên hạ. Sự giáo dục như vậy là cho các em một đời hạnh phúc. Mọi người nghĩ coi, tiết kiệm, tự nhiên tâm nhân ái của các em sẽ khởi lên. Chúng ta bình tâm nhìn lại, con người trong thời đại bây giờ xa xỉ tới mức độ như thế nào? Chúng ta đừng có thấy xã hội phương Tây phúc lợi rất tốt. Đừng có nhìn bề mặt. Xin hỏi mọi người, tiền phúc lợi của xã hội phương Tây từ đâu mà tới? Mọi người có đi điều tra một chút không? Từ đâu mà tới? Nhiều phúc lợi như vậy, tiền từ đâu mà tới? Nợ nước, sau này ai trả? Dân tộc ta 5.000 năm, quý vị có nghe tổ tiên thời đại nào mà xài tiền của hậu thế chưa? Hơn nữa, không phải xài của một đời sau, của 2-3 đời sau. Có loại tổ tiên này không? Có loại cha mẹ này không? Nhưng quý vị coi con người thời đại này, nhất là các quốc gia phát triển cao độ, sự phát triển này bỏ ngoặc kép. Xài tới 2-3 đời rồi. Như vậy sao mà đúng được? Hơn nữa, đó còn là đại diện lãnh tụ của quốc gia, văn minh thế giới. Thật là rất khoa trương. Người dân chúng ta có thể làm chuyện mượn tiền người khác để hưởng thụ không? Nói cho mọi người nghe, cái này gọi là vô sĩ. Bản thân có bao nhiêu năng lực thì sống bao nhiêu đó, sao còn đi mượn tiền để sống sung sướng được? Đây là không có tâm hổ thẹn. Kết quả phương thức sinh hoạt và giá trị quan như vậy đã dẫn dắt cả thế giới. Có không? Thế hệ sau còn chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa đi kiếm tiền, thẻ tín dụng cả mấy cái. Thật là nực cười. Còn chưa kiếm tiền mà đã xài tiền. Nói gì tới tín dụng? Tín dụng của ai? Đồng tiền xương máu của mẹ chúng, đồng tiền xương máu của cha chúng. Đem đồng tiền xương máu của cha mẹ ra phung phí như vậy, người như thế đó có tín dụng sao? Cho nên cả môi trường mà chúng ta sống, rất nhiều giá trị quan đều là sai lầm. Bản thân chúng ta phải biết phán đoán. Quý vị coi, những người xài tiền của hậu thế càng nhiều, bây giờ tai họa càng nhiều. Điều này trong lịch sử đều có ghi chép lại. Bây giờ thực sự thời gian không đủ nữa. Không phải không đủ, đã tới giờ rồi. Sẽ có chuyện để kể cho mọi người nghe. Người xưa đối với những đạo lý này hiểu rất rõ. Họa phước đi đôi.
có một khu vực năm đó đang gặp phải hạn hán. Công trình thủy lợi của khu vực bọn họ khá là tốt, không sao. Cả khu vực chỉ có bọn họ, không sao. Báo lên triều đình miễn thuế cho khu vực này, họ cũng được miễn thuế. Năm thứ hai, lũ lụt. Dùng của họ địa thế khá cao, nên cũng không bị nhấn chìm. Cả khu vực lại được miễn thuế. Họ lại không cần nộp. Nhưng họ cũng chẳng bị hỏa hoạn gì. Hai năm sau đó, dùng của họ giàu có nhất. Những dùng khác đều rất nghèo, liền bắt đầu bán đồ đạc. Họ liền bắt đầu mua, đều dùng những đồ vật rất cao cấp. Người có kiến thức trong dùng liền nói, dùng này của chúng ta sắp gặp nạn rồi. Bởi vì đem phước báo dùng hết rồi, kết quả không mấy năm sau, dùng đó nạn lửa cũng tới, ôn dịch cũng tới. Rất nhiều gia tộc, người trong cả gia tộc, không một ai sống sót, chết hết. Trong Đức Dục Cổ Giám có ghi lại, việc này nhắc nhở chúng ta không thể nào xa xỉ, cho nên chữ kiệm này rất quan trọng, còn phải cần lao, cần kiệm là gốc để giữ nhà. Được, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. 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 No.